Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, những thông tin về mặt trận Đông Bắc Sài Gòn, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam, phần thứ tư, cuộc chiến đấu ở Xuân Lộc. Ngày 15 tháng 4, Lê Minh Đào, Tư lệnh Sư đoàn 18, Tư lệnh mặt trận Xuân Lộc quyết định rời sở chỉ huy sư đoàn lần thứ 2 lên Bắc chi khu Tân Phong một cây số trong một vườn cây ăn trái. Lần thứ nhất, đảo ra lệnh rời chỉ huy sở là 9 giờ ngày 9 tháng 4 khi trận pháo bắn dữ dội của đối phương vào thị xã chấm dứt, bộ binh và xe tăng bắt đầu tấn công. Đạo không muốn dẫm lên vết chân và lặp lại số phận của Lê Văn Hưng, tư lệnh sư đoàn 5, Trần Văn Nhật, tỉnh trưởng tỉnh Bình Long mắc kẹt ở thị xã An Lộc, của Lý Tổng Bá tư lệnh của sư đoàn 23 mắc kẹt ở thị xã Công Tum trong trận tấn công lớn của Cộng sản mùa xuân năm 1972. Lúc thoát được hiểm nghèo thì các ông bạn đó, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, chỉ còn là một cái xác. Lê Minh Đảo không muốn mình kẹt lại trong thị xã Xuân Lộc. Hắn lấy cớ bộ thần kinh của mặt trận phải được yên tĩnh ngoài tầm pháo để lo nghĩ kế hoạch đối phó. Nên mới 9 giờ sáng, hắn đã nhảy ra chi khu Tân Phong. Đúng là ở hướng đó pháo của đối phương ít bắn, cũng không phải là hướng chính của đối phương. Không có dấu hiệu gì tỏ rõ có xe tăng hoạt động. Bà hôm nay mặt trận thị xã gần như yên tĩnh, pháo vẫn bắn đều đều, nhưng bộ binh và xe tăng không thấy tấn công. Đó là một điều lạ. Trong lúc đảo đang đau đầu về sự yên tĩnh rất khả nghi đó thì ở Sài Gòn, người ta đã nhận định một cách võ đoán và làm âm lên rằng Cộng sản đã thất bại ở Xuân Lộc, ở tận bên Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng còn nói quân đội Nam Việt Nam đang đẩy lùi có hiệu quả cuộc tiến công của Cộng sản ở Xuân Lộc. Họ đã tỏ ra trội hơn và vẫn là một lực lượng chiến đấu đáng tin cậy. Lầu Năm Góc hy vọng rằng họ sẽ đánh bại được Cộng sản. Lê Minh Đảo không sung sướng gì về những lời lẽ của những tên ngồi bàn giấy, đánh giặc miệng đó. Đảo rất bực mình khi ở Sài Gòn người ta đã cử lên đây một đoàn nhà báo và một đoàn quay phim vô tuyến truyền hình để làm cái việc khoét trương chiến quả. Đảo giật mình khi nhớ đến câu nói liều mạng đảo đã buộc miệng ra với tên phóng viên hãng AP tôi sẽ cùng quân lính giữ thi xá này bằng bất cứ giá nào. Khuôn mặt của đảo, hình dáng của đảo, giọng nói hùng hồn của đảo đến nay ai cũng thấy, ai cũng nghe. Khi nói câu nói đó, đảo có nghĩ đến lời thề độc của Ngô Quang Trường, nếu cần tôi sẽ chết trên đường phố Huế tôi sẽ tử thủ ở đà nẵng nhưng vừa dứt lời trưởng đã bỏ chạy đảo cố tránh những lời độc địa đó nhưng lời hứa tôi sẽ cùng quân lính giữ xuân lộc bằng bất cứ giá nào thì cũng em em sẵn sàng chết và tử thủ của ngô quang trường nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy sách nói không sai đảo thấy cô độc xung quanh không còn ai cao hơn mình giỏi hơn mình để hỏi họ xem tại sao có sự yên tĩnh này nó chứa đựng những gì bên trong đảo biết cộng sản có thói quen không bao giờ nói trước không tuyên bố một điều gì cụ thể. Họ cứ lặng lẽ và bí mật làm những việc của họ cho đến khi tình hình nổ toé le ra thì quân Cộng Hòa đã đi vào cửa tử. Cao Nguyên Trung Phần còn nóng lắm. Từ sáng ngày 12 tháng 4, khi lữ đoàn dù đến đây, đảo rất mừng. Đảo có thêm trong tay lực lượng đáng kể. Ở phía nam lữ ba kỳ binh và chiến đoàn 8 cũng đồng thời theo đường một đánh lên dầu dây, phối hợp với lữ dù ở hướng đông bắc thành hai gọng kìm trục cộng sản ra khỏi Xuân Lộc. Nhưng đã ba ngày nay, hơn 3.000 quân dù đã phải nằm bẹp dưới hầm, trung đoàn 209 của công trường 7 đã vây chặt anh hai lại rồi. Tuy lữ dù có vây được một tiểu đoàn cộng sản nhưng chính dù lại cũng bị bao vây. Đã ba ngày đảo ra lệnh cho dù phá vây, nhưng không phá được. Cái bẫy cộng sản răng ra đón dù đã sập xuống. Đảo dùng mình nhớ tới cuộc chiến đấu ở An Lộc, ở đường 13 năm 1972, khi cộng sản cải sư 18 vào thế sen kẽ, chui rúc dưới đất lực lượng cứu hỏa của đảo cũng đang chết dần chết mòn vì lối đánh của Cộng sản thôi. Mấy ngày nay chi khu Tân Phong bị pháo kích liên tục, Cộng sản có vẻ như đang chuẩn bị tấn công vào khu vực này. Vì vậy đảo phải nhảy ra xa một cây số nữa. Vạn nhất điểm bất hạnh cuối cùng có xảy ra. Đảo vẫn còn ngả đường số 2 để tàu về Sài Gòn, dù phải lội bộ và cắt rừng. Lê Minh Đảo đến sở chỉ huy mới chưa được một giờ thì nhận được tin tiểu đoàn 3 chiến đoàn 52 đóng ở đồi móng ngựa đối diện với núi Sóc Lu trên đường 20 bị tấn công mạnh. Đảo giật mình, lật ngay bản đồ ra, hai tay chống xuống bàn. Đảo nhìn chăm chăm vào quãng đường 20 khoảng gần ngã ba dầu dây. Mặt trận này im lặng suốt một tuần nay. Nhìn lên đó đảo đã đánh một dấu hỏi lớn. Bây giờ thì dấu hỏi tròn vo như con đĩa ấy đã giãn ra. Cộng sản mở mặt trận kiệm tân trong khi lữ dù nằm chết tại chỗ chiến đoàn 8 và lữ ba thiết giáp không nhích được một bước. Một ý nghĩ lóe lên làm cho khuôn mặt đỏ gay của đảo nhợt ra. Đảo quay lại rằng lấy máy vô tuyến điện, chụp ống nghe vào tai. Đảo hét vào máy. Gọi đại tá Dũng tới nói chuyện với tôi. Đảo chờ một lúc, rồi hỏi. Anh Dũng đâu? Anh Dũng phải không? Anh nói rõ xem lực lượng tấn công là lực lượng nào. Có đông không? Không rõ à? Tại sao không rõ? Chúng nó mặc toàn quần áo chính quy à? phải nắm ngay xem chúng là lực lượng nào. Ba trung đoàn của sư 7 đang ở Xuân Lộc, ba trung đoàn của sư 1 cũng đang ở Xuân Lộc, hai trung đoàn của sư 6 đang ở đường số 1. Vậy chúng là lực lượng nào? Anh phải tăng thêm quân cho đồi móng ngựa ngay, mất nó là anh chết đấy. Đảo bỏ máy, ngồi phịch xuống ghế, lầm bẩm Mãi đến hôm nay Cộng sản mới tung lực lượng dự bị, lại tung vào mặt trận kiện tân chứ không phải thị xã. Thật không ngờ được, đảo vò đầu, thở dài lấy đâu ra lực lượng đi cứu chiến đoàn 52 đây? Đảo đứng bật dậy, đi đi lại lại, mặt hầm hầm, tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng đứng sững lại nhìn thẳng vào mặt tên lính điện đài. Có tin gì mới không? Giả dạ thưa chuẩn tướng, chưa có. Hỏi xem họ đang làm gì? Giả dạ thưa vừa hỏi xong, họ đang bị đánh rất mạnh. Đảo quay sang một cái máy khác. Điện ngay cho tướng toàn tình hình mặt trận kiệm tân, xin không lực vào pháo binh yểm trợ tối đa. Tên lính điện đài chụp ống nghe vào tai, mặt cuối gầm vào bản mật mã dịch điện. 12 giờ, đảo nhận được tin đổi móng ngựa thất thủ, chi khu kiệm tân thất thủ, các đồn bốt từ kiệm tân đến ấp Nguyễn Thái Học đã di tản hết. Đảo chưa biết làm thế nào thì tên lính điện đài đã ôm máy tới trước mặt đảo. Thưa chuẩn tướng, đại tá Dũng xin nói chuyện trực tiếp với chuẩn tướng. Đảo tái mặt, linh cảm điều chẳng lành đang xảy ra. Tôi đây. Anh nói đi. Sao? Chính anh cũng đang bị tấn công à? Một cánh quân chừng một trung đoàn bất thần từ hướng ngã ba dầu dây đánh lên, đúng lúc trung đoàn hướng chính diện chiếm đồi móng ngựa phải không? Đảo nhăn mặt, tay ép chặt thêm ống nghe vào tai. Nghe xong, đảo đấm tay xuống bàn, hét oang oang. Xe pháo bị phá mặc kệ, kho xăng, kho đạn cháy mặc kệ. Anh phải cố thủ đến cùng. Tôi đã xin tướng toàn cho không quân yểm trợ cho anh anh phải biết rằng mất đoạn đường đó thì Cộng sản sẽ không thèm đánh vào Xuân Lộc nữa. Chúng sẽ đánh thẳng vào Biên Hòa, đảo bỗng dịu giọng dáng giữ nghe anh Dũng, tôi sẽ trình Tổng thống ghi công cho anh. Đảo bỏ máy, thở dốc ra, ôm lấy đầu, rồi bỗng đứng phát dậy ra lệnh. Trình lên tướng toàn tình hình mới nhất ở Kiệm Tân. Đề nghị tướng toàn ra lệnh cho tướng khôi thúc lữ ba thiết giáp đánh mạnh lên dầu dây cứu chiến đoàn 52. Ra lệnh xong, đảo quay lại tấm bản đồ, lực lượng đánh móng ngựa và chi khu kiệm tân là lực lượng nào? Chẳng lẽ Cộng sản từ Tây Nguyên đã theo đường 21 và đường 20 vào tới đây sao? Lực lượng từ phía dầu dây đánh thúc lên là lực lượng nào? Chẳng lẽ Cộng sản bỏ chốt ở đèo mẹ bồng con đánh lên? Tụi nó bỏ đường một à? Đảo quay sang tên lính điện đài thứ ba. Hỏi núi thị xem đèo mẹ bồng con còn địch không? Tên lính vô tuyến điện gọi vào máy rồi ngẩng đầu lên. Dạ thưa chuẩn tướng, còn địch à? Đảo cau mặt, con địch, con địch, vậy chúng là âm binh sao? Ra lệnh cho tiểu đoàn 2 trên 43 mở một mũi xuống đèo mẹ bồng con. Coi chừng Việt Cộng nghi binh, ra lệnh cho pháo núi thị bắn tối đa yểm trợ cho Đại tá Dũng. Thời gian như đứng lại, ruột gan đảo nóng gian. Phải chăng cái bẫy mới thứ hai của Việt Cộng đã dựng lên và sập xuống. 17 giờ, tên lính vô tuyến điện lại ôm máy tới trước mặt đảo. Dạ, Đại tá Dũng xin gặp chuẩn tướng. Đào chụp nhanh ống nghe vào tai, mặt bỗng nhợt nhạt hẳn đi. Chúng nó chỉ còn cách chỗ anh không đầy 200 thước phải không? Không còn gì trong tay nữa à? Anh định chạy đi đâu? Cắt rừng về bầu hàm à? Thôi tùy anh, thời thế thế thời phải thế. Chúc anh mạnh giỏi. Đào bỏ máy, người rũ ra. Đào nói giọng buồn rười rượi. Báo cho tướng toàn, đại tá Dũng không chống được áp lực rất mạnh của cộng sản, đã di tản về bầu hàm, đề nghị quân đoàn bắt liên lạc đưa số còn lại của chiến đoàn 52 về hậu cứ cơ bản ở Long Bình để tái bổ sung và tái trang bị. Đảo im lặng một lúc rồi nói tiếp. Báo thêm với tướng Toàn, mặt trận kiện tân từ giờ phút này không còn thuộc quyền chỉ huy của tôi nữa. Theo phán đoán của tôi, Cộng sản sẽ theo đường 20 tràn xuống để chọc thẳng vào Biên Hòa, đề nghị quân đoàn sẵn sàng đối phó. Ra lệnh xong đảo chui vào mầm nằm ly suốt đêm. Sáng 16 tháng 4, đảo thức dậy với tâm trạng bồn chồn mệt mỏi suốt đêm trần trọc suy nghĩ. Sự yên tĩnh tạm thời ở mặt trận thị xã đã không đúng với dự đoán của đảo vì thương vong lớn nên Cộng sản đang thay thế quân. Thực ra họ nhằm lúc các đội quân ứng cứu bị kìm chặt, bị xa lầy họ đã bí mật điều chỉnh lực lượng, tung đội dự bị còn sung sức đánh vào hướng đảo không ngờ tới. Không còn có thể chối cãi và biện bạch được, sự thực là họ đã thành công. Và điều nguy hiểm hơn, từ nay trở đi không còn hy vọng gì nối lại đoạn đường chẳng bom, xuân lộc. Trước đây còn cả chiến đoàn 52 nằm giữa đã không núi được. Chiến đoàn 52 mất. Cộng sản giành tay. Họ sẽ đẩy lùi lữ ba thiết giáp đến tận trảng bom, đến tận hố Nai Biên Hòa. Xuân Lộc hoàn toàn cô lập rồi. Lê Minh Đảo muốn nhắc lữ một dù ra khỏi khu vực Đông Bắc chi khu Tân Phong để giữ lấy đường số 1. Đề phòng một lực lượng khác của Sư Bảy có thể vượt đường 1, luồn về phía Đông Nam chi khu Tân Phong, chặn nốt đường số 2 đi bà rịa. Nếu tình huống đó xảy ra, đảo thấy có có thể xảy ra vì trung đoàn 14 của công trường 7. Trung đoàn đã đánh chiếm định quán, chưa thấy xuất hiện ở đâu cả. Nếu tình huống đó xảy ra thì đảo sẽ thật sự dẫm lên vết chân của Lê Văn Hưng, của Lý Tòng Bá, của Trần Văn Nhật, có thể còn tệ hại hơn họ là đằng khác. Nhưng Lữ dù một như một con trâu đã ngập trong sình, xung quanh toàn Việt Cộng. Việt Cộng đã tăng gấp đôi hỏa lực phòng không, việc tiếp tế ngày càng khó khăn. Tuy bao vây được một đơn vị Việt Cộng, nhưng đánh mãi không thanh toán được họ. Chọn bốn ngày bị vây chặt, không được tiếp tế lương thực, đạn dược, nhưng họ vẫn sống, vẫn lấy được súng đạn của dù đánh lại dù. Ở đó chính là nơi dù thương vong nhiều nhất. Cái điều kỳ lạ của Cộng sản, đảo phát hiện và chứng kiến ở mặt trận An Lộc năm 1972, nay lại thấy xuất hiện ở đây với mức cao hơn. Đảo biết họ chỉ còn vài ba chục tay súng, lại có rất nhiều thương binh, nhưng họ vẫn kháng cự rất giỏi, rất khôn ngoan. Họ trả lời tiếng gọi đầu hàng bằng súng, bom rội, pháo nghiền. Họ vẫn chưa ra. Bốn ngày, bốn lần đảo ra lệnh tiêu diệt, nhưng cả bốn ngày đảo chỉ nhận được con số thương vong của lính dù. Lê Minh Đảo tự hỏi, phải chăng cộng sản đánh Xuân Lộc nhằm mục đích kéo lực lượng phòng vệ Sài Gòn ra xa, như vào thế trận đã tính toán chu đáo, quần cho rách nát đi để họ vào Sài Gòn cho dễ. Nếu quả vậy thì họ thành công rồi. Lữ dù một và lữ 53 thiết giáp đã tổn thất rất lớn hoặc họ nhằm thu hút sự chú ý của quân đoàn ba và bộ tổng tham mưu vào hướng xuân lộc để có một ý đồ gì đó ở mặt trận bắc và tây bắc sài gòn hai mặt trận ấy vẫn cứ im lặng sự im lặng đáng lo đáng sợ biết chừng nào các quân đoàn của cộng sản ở phía bắc bây giờ ở đâu sư đoàn chín của việt cộng đang ở đâu càng nghĩ càng dối lê minh đảo cảm thấy ngày rất dài mặt trận thị xã thêm một ngày yên tĩnh đảo không vui sướng gì về sự yên tĩnh đó đảo muốn ra lệnh muốn điều chỉnh lại lực lượng, muốn có trong tay mấy tiểu đoàn cơ động nhưng không có. Tất cả đều bị gài chặt. Đảo biết có nhiều việc phải làm, nhưng lại không biết làm việc gì cả. Đảo ngồi trước tấm bản đồ, im lặng, trầm ngâm. Bỗ huỳnh thao lược, đại tá. Tham mưu trưởng sư đoàn từ người lật đật bước vào đặt trước mặt đảo một bản tin ngắn. Đảo vội lấy bản tin đọc rất nhanh lữ ba thiết giáp và chiến đoàn tám sư năm bị đẩy lùi đến tận trạng bom đã phát hiện thấy từng tốp nhỏ Cộng sản liên tục thâm nhập về hướng biên hòa mặt trận Phan Giang vỡ 12 giờ trưa nay, đã mất liên lạc hoàn toàn với Trung tướng Nghi, tư lệnh Bộ Chỉ huy Tiền Phương và Chuẩn tướng Sang, tư lệnh Sư đoàn 6 không quân, phát hiện thấy nhiều xe tăng. Bộ binh cơ giới của Cộng sản bất chấp máy bay liên tục oanh tạc, đã tiến rất nhanh theo đường xuống một vào hướng Nam. 16 giờ chiều nay họ đã tới Cà Ná, giáp giới tỉnh Bình Thuận. Với tốc độ tiến quân đó, nội ngày mai 17 tháng 4, tỉnh Bình Thuận và thị xã Phan Thiết sẽ bị trực tiếp uy hiếp. Không quân phát hiện thấy trên đường 14 buôn mê thuột, Phước Long, Đồng Xoài, buôn mê thuột đường 21 kéo dài, đường 20. Xe tăng và bộ binh cơ giới Cộng sản hành quân suốt ngày đêm vào hướng Nam. Lê Minh Đào ngừng đầu, mặt tái hẳn đi. Đào nhìn Huỳnh Thao Lược với cặp mắt ngơ ngác, bối rối. Tin ở đâu? Tin của trinh sát không quân. Tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với tụi nó đã ai biết tin này chưa? Chỉ tôi và thằng vô tuyến điện. Anh tính sao? Đảo đứng dậy bao giờ thì họ vô phan thiết. Bao giờ thì họ vô hàm tân hà. Họp ngay tối nay. Đảo ngừng mặt lên nhìn trời. Trên đầu hắn bóng tối đang tỏa xuống mỗi lúc một giày và nặng. Bộ đội đào xong công sự thì đã 3 giờ sáng. Đi kiểm tra, động viên anh em hết các hầm. Tiểu đoàn trưởng đóm trở về hầm của mình. Anh rất mệt nhưng anh không muốn xuống hầm. Anh không hiểu giờ này, Đêm nay, tại sao bọn địch lại không bắn pháo? Đêm thật yên tĩnh, mùi thuốc đạn, mùi máu, mùi xác chết của bọn lính dù phía ngoài hàng rào cũng bị gió đưa đi đâu rồi. Anh thở từng hơi thật sâu, thật mạnh. Anh cảm thấy thèm đến cháy phổi cái không khí trong lành hiếm hoi này. Cuộc chiến đấu trong vòng vây của tiểu đoàn sắp sửa bước sang ngày thứ sáu, năm ngày qua dài bằng năm tháng. Năm ngày là năm ngày đánh nhau liên tục, hết ngày sang đêm, hết đêm sang ngày. 78 đợt tấn công cả thầy, lúc một trung đội, lúc một đại đội, lúc hai tiểu đoàn, nhưng bọn dù chưa chiếm được một hầm nào cả. Tên lính dù chết gần nhất cách hầm chỉ có 3 mét. Đó là một thằng dù đã lớn tuổi, mặt có những vết chàm ngang dọc, cầm đầy dâu, da sần sùi như một thằng bị bệnh hủi. Ban đêm hắn bò vào để ném lựu đạn, hắn mang theo một khẩu M79, một khẩu M16 và một túi lựu đạn 30 quả. Hắn định lọt vào một hố pháo cách hầm có ba thước, chắc ban ngày hắn đã để ý. Hắn định nằm dưới đó, lẳng hết 30 trái lựu đạn vào các cửa hầm, rồi gọi đồng bọn núp ngoài hàng rào nhào vô. Nhưng hắn vừa bò tới mép hố pháo thì bị một phát AK trúng ngực. Một chiến sĩ đã theo dõi sát mọi hành động của hắn từ lúc trời còn sáng và đã cho hắn một viên kẹo đồng. Hắn nằm như vậy và chết luôn. Hai khẩu súng đan chéo trên lưng hắn, còn túi lựu đạn thì tuột dây kéo chuối đầu hắn xuống. Hai chiến sĩ của đại đội 7 lập tức bỏ lên lột hết vũ khí của hắn đem về hầm. Bọn dù cây cú, mọi mánh khóe chúng đã dùng hết nhưng không làm sao nhào vô được. Cái hầm có ba ngách của đóm đặt ba khẩu hỏa lực, ngách phải cối 28, ngách giữa đại liên, ngách trái cối 60 ly. Các pháo thủ, xạ thủ bị thương hết, đóm vừa chỉ huy các đại đội vừa bắn cối, bắn đại liên chi viện cho cả ba mặt, ba hướng. Mấy ngày đầu đội hình địch còn xa, địch ném bom vào bắn pháo liên tục, nhưng bom pháo không hủy diệt được. Bọn địch lại dùng cách đánh lấn bằng bộ binh và hỏa lực nhỏ mang theo. Đỡ được khoản bom pháo thì phải chịu loại cối cá nhân và cối 60 ly, súng chống tăng M72 phá công sự. Nhưng rồi mặt đất, đóm chẳng biết nói thế nào cho chính xác, mặt đất dày hay đúng hơn là chiều dày của mặt đất đã cứu sống đơn vị. Suốt 5 ngày, thêm 3 thương binh nặng hy sinh, 3 hy sinh trong lúc đánh nhau, 10 bị thương tiếp ba trinh sát đi cắt đường móc hậu cứ không thấy trở lại. Còn 28 tay súng, số thương binh lên tới gần bốn chục. Đóm chỉ huy, đóm bắn hỏa lực. Giữa hai đợt tấn công đóm bỏ xuống các hầm động viên anh em. Đóm bỏ hết không sót một hầm nào cho anh em thấy mặt. Thấy mặt nhau là tin, là vui, là quyết tâm được giữ vững. Suốt năm ngày, phía trong đóm và phía ngoài trung đoàn liên lạc chặt với nhau bằng bộ đàm. Hiệp đồng trong đánh ra, ngoài đánh vào nhưng không thủng tiểu đoàn thì không có quân để xuất kích, trung đoàn đánh bật địch khỏi mấy lô cao su. Nhưng địch đông quá, chúng líp lại. Suốt năm đêm ngoài soi vào, trong soi ra móc giáp với nhau nhưng chỉ gặp hai lần, nhận được gạo sấy, đạn nhọn, còn không làm sao chuyển thương binh ra được dù là một người. Những người đi soi, đi móc phải bỏ qua trận địa của lính dù. Ba ngày đầu, trong lưng còn bảy gói gạo sấy dành cả cho thương binh. Bộ đội đói, pháo bắn nhiều, mít, chuối, ổi dụng xuống, anh em bỏ ra đem về hầm chia nhau. Nhưng mít, chuối, ổi cũng chỉ được vài ngày. Đóm quyết định trinh sát không đi soi đường nữa mà đi tìm những thứ gì ăn được đem về nuôi anh em. Đêm xuống, trinh sát mò qua suối gia liêu, đến vùng gần sân bay kiếm được mít, chuối và cả sắn nữa. Đêm sau có đồng chí bị pháo bắn trúng khi đã mang trên lưng hai bòng chuối xanh. Đóm thật không ngờ khi ta giải phóng hơn một nửa miền Nam đã tiến gần Sài Gòn như thế này mà tiểu đoàn anh lại phải nhịn đói. Ai nói rằng các trận chiến đấu thường không lặp lại giống nhau, kẻ đó nói chưa đúng. Đóm bảo các trận chiến đấu có lặp lại ở mức độ khác nhau, thường là cao hơn. Anh cũng không ngờ những trận đánh kiểu chốt chặn trong chiến dịch năm 1972 ở đường 13. Một lần nữa lại diễn ra ở đây dưới hình thức vây lấn. Đầu óc chiến sĩ và cán bộ để vào từng tất đất, từng viên đạn, rình rập với kẻ địch từng cử động nhỏ, anh thật không ngờ cái cảnh đào hầm dưới hỏa lực pháo bầy ở trận địa tàu ô năm 1972 cũng lại diễn ra ở đây. Hết bắn lại cầm sẻng. Người đánh cứ đánh. Người moi cứ moi. Dịch dần từng chiếc hầm bị pháo khoan thụt chúng. Dịch đi. Dịch lại. Sau năm ngày những chiếc hầm lại trở về chỗ cũ. Đóm tưởng không bao giờ phải ngồi trong hầm kèo nữa. Nhưng chính bây giờ phải làm hầm kèo để chống pháo khoan. Ngày thứ hai anh xin trung đoàn dùng hết tiểu đoàn đưa thương binh ra. Rồi chiếm lĩnh trận địa khác trung đoàn đồng ý nhưng không ra nổi ngày thứ ba một lần nữa anh xin ra trung đoàn cũng đồng ý đã tổ chức đánh y binh nhưng cũng lại không ra nổi bọn lữ dù muốn giữ chân anh lại cũng như trung đoàn đã giữ chân tụi nó lại chiến đấu có những trường hợp éo le và buồn tình như vậy đó ngày thứ tư anh hủy bỏ ý định rút ra và quyết tâm trụ lại thương binh ngày càng tăng đánh để bảo vệ thương binh là chính được cái suốt năm ngày năm đêm trung đoàn vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với anh bằng vô tuyến điện pháo đã bắn tốt theo yêu cầu của anh. Nhờ vậy nên bọn dù không còn hùng hổ như hai ngày đầu nữa, chúng cũng ê ẩm rồi. Ban đêm anh mở máy K63 bắt đài Hà Nội nghe tin tức, chưa bao giờ anh cần nghe tin tức như những ngày này. Hình như mỗi cái tin chiến thắng ở các nơi vọng tới có tác dụng làm giảm bớt sức tấn công của bọn địch ở đây, hay đúng hơn là tăng sức chiến đấu của đơn vị. Nghe tin xong, anh lại bỏ đi từng hầm nói lại cho anh em nghe. Đóm nhận được điện của cả sư trưởng và chính ủy, thủ trưởng hỏi thăm anh em khen anh em đánh giỏi dặn anh em bình tĩnh cố gắng vài ngày nữa chờ bạn tới sẵn sàng đánh phối hợp đóm biết không ngày nào trung đoàn không đánh bọn dù ở vòng ngoài để chia bớt gánh nặng cho anh anh biết pháo chi viện và yểm trợ ngày càng nhiều đó là những việc cấp trên đã làm vì đơn vị đóm hiểu trong cái thế chung của mặt trận có lúc một đơn vị nhỏ phải chịu tổn thất phải gánh lấy gánh nặng lệch vai để các đơn vị khác giành thắng lợi một cách cao nhất đóm đã nói hết với anh em những điều anh biết những điều anh nghĩ anh em hiểu anh em đã thành một khối chiến đấu bằng một mệnh lệnh suốt năm ngày đêm vừa qua trời gần sáng đóm đứng dậy xuống hầm cậu chiến sĩ bộ đàm đang dịch điện đóm dừng lại sau lưng cậu chiến sĩ anh đọc dần từng chữ bạn đang trên đường xuống phía nam trước mặt anh tăng cường quan sát địch sẵn sàng đánh phối hợp cậu chiến sĩ dịch xong trao bức điện cho anh đóm đọc lại một lần nữa rồi quay ra phía cửa hầm phía nam là đâu trước mặt mình là đâu bạn là ai?" Đóm vừa nhắc lại từng ý, vừa đặt từng câu hỏi. Tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9 thì không thể rời bọn dù được rồi, trung đoàn 12 đang bao vây thị xã. À, còn trung đoàn 14, đóm kêu lên mừng rỡ, trung đoàn 14 làm dự bị đánh vào thị xã, nhưng khi chuyển sang bao vây thì trung đoàn 14 rút ra củng cố làm nhiệm vụ dự bị tiếp. Chắc chắn trung đoàn 14 sẽ xuống. Nhưng xuống phía nam là xuống đâu? Đóm nhìn lên trời rồi nhìn cả ba hướng trước mặt đóm là chi khu Tân Phong, hướng nam tức sau chi khu Tân Phong, đường số 2 đi bà diện. Đóm lại kêu lên nho nhỏ. Đúng rồi, xuống đường số 2, để từ đó bất ngờ đánh lên, đánh sau lưng bọn rủ. Đóm vọt lên hầm, anh chạy xuống các đại đội. Trời đã lờ mờ sáng, cuộc chiến đấu trong vòng vây của tiểu đoàn bước sang ngày thứ 6. Đóm về đến khu vực hầm thương binh thì đại bác ở Tân Phong, đại bác của rủ đại bác của núi thì thình lình ập xuống trận địa. Bọn địch không cần hiệu chỉnh, chúng bắn như đổ đạn. Đóm lao ra cửa hầm, nhưng công sự gần nhất của bọn dù cũng trúng đạn pháo. Không có một tên lính dù nào cả. Đóm chợt hiểu, bọn lính dù đã lùi ra xa để tập trung pháo lại đánh rồi mới cho bộ binh lên. Đóm quan sát, nghe ngóng, phán đoán tầm đạn, chấp thời cơ. Đóm lao về hầm chỉ huy. Đang chạy bỗng đóm nằm nhanh xuống rồi chướn nhanh tới một gốc cao su. Đóm nghiến răng lại, những viên đạn đang nhằm cố đóm lao xuống. Tiếng rít xoáy vào tai sắc như dao, đóm không nghe tiếng nổ của đạn. Anh cảm thấy như có ai xốc người lên rồi ném mạnh xuống và đấm một quả cực mạnh vào tai trái. Đóm há miệng ra, khói đạn ập vào làm đóm tức thở. Đóm nằm im, anh mơ màng cảm thấy mình đang trôi trên một mặt sông nổi sóng rồi đột nhiên tụt xuống một cái xoáy nước. Nhưng rồi anh lại cảm thấy cái vật nặng vô hình đè lên ngực đã được nhấc đi và có cái gì giống như nước chảy trên mặt. Đóm từ từ mở mắt anh thấy tối anh chớp mắt và bỗng nhìn ra khuôn mặt của cậu liên lạc em đây anh đóm anh tỉnh chưa đây là đâu anh không thấy à hầm chỉ huy đây đóm chống tay ngồi dậy anh chợt hiểu ra cậu chiến sĩ liên lạc đã leo lên kéo anh xuống hầm đóm khạc ra một cục máu anh đưa tay lên chùi ngang miệng rồi hỏi sao im thế này chúng vừa bắn xong đợt thứ hai sắp sửa đợt nữa rồi dây điện thoại có đứt không? Đường xuống C8 đứt rồi. Các đại đội có báo gì về không? Có, đại đội nào cũng bị hư công sự. Đóm chống tay đứng lên. Anh nhìn ra ngoài trận địa, mắt anh hoa lên. Anh không nhận ra nữa, những cây cao su còn lại đầu đã bị băm nát, bị phạt tận gốc. Đạn pháo đào bớt nốt những mảnh đất còn lành. Bọn địch bắn toàn loại đạn khoan phá công sự. Anh đang nhìn thì cậu liên lạc nắm lấy chân kéo anh ngã sấp xuống nằm đè lên người anh pháo đã lại bắn. Đóm vành tai phải lên, anh không còn phân biệt được tiếng nổ đầu nòng, tiếng rít và tiếng nổ của đạn nữa. Tất cả xoáy cuộn vào nhau rền vang như biển động. Đóm đẩy cậu liên lạc ra, ngồi dậy bỏ sang ngách hầm đặt máy vô tuyến điện. Cậu chiến sĩ bộ đàm đang quỳ xuống ôm máy vào lòng, mặt ngoảnh ra cửa hầm. Đóm ghé vào tai cậu chiến sĩ bộ đàm. Xin pháo sư đoàn kiềm chế ngay các cụm pháo, báo cho họ biết địch bắn rất dữ vào trận địa. Cậu chiến sĩ bộ đàm ôm máy, kéo cần ăn ten lên cho chìa ra cửa hầm, cậu ta vẫn đặt máy trong lòng và bắt đầu gọi. Ba phút sau, đóm đã nghe tiếng đạn pháo từ phía sau lưng anh phóng tới phía trước, có cả tiếng rít của pháo tầm xa 130 ly. Bọn địch có giảm bớt cường độ, nhưng chúng vẫn bắn lai dài đến tận 2 giờ chiều. Đóm đoán chắc bọn bộ binh sắp sửa tấn công. Anh gọi ba chiến sĩ thông tin tới ra lệnh. Nối dây ngay, ba cậu ba đường cho nhanh. Ba cậu chiến sĩ thông tin bỏ nhanh lên hầm, đóm cầm máy trong tay, mắt chọc qua những cành lá cao su ngổn ngang. Anh đóm, cậu liên lạc đập tay lên vai đóm, bọn dù bắt đầu lên, phía đại đội 6. Đóm quay máy, đường dây đã nối xong, anh gọi. 6 đâu? 7 đâu? 8 đâu? Sẵn sàng chiến đấu. Thương vong à? Hầm sập, còn hầm nào đánh hầm đó? Súng kẹt thì đánh bằng liệu đạn. Không sao, phải tập trung đánh ngay đợt đầu tiên. Đóm bỏ sang hầm để hỏa lực anh dựng cái nòng cuối 60 lên. Cậu chiến sĩ liên lạc bỏ theo moi đạn từ trong hố ra, lắp ngòi nổ rất nhanh. Còn ba chục trái, đóm để dành suốt năm ngày nay. Hôm nay đóm quyết định sử dụng. Hầm sập mất một nữa, giảm một nửa tay súng, bọn dù có thể chiếm hầm. Kéo máy điện thoại sang đây. Đóm đặt đuôi trái cuối 60 lên miệng nòng, mắt anh chăm chăm vào hướng đại đội 8. Nơi hầm bị sập nhiều. Theo anh bọn địch có thể tấn công mạnh vào hướng sườn trận địa cậu liên lạc quỳ cả hai đầu gối xuống, tựa lưng vào thành hầm, đặt ống nghe vào tai đóm. Bái đầu, bái đầu, chú ý hướng của cậu đấy, chúng nó sẽ đánh vào đùng đấy. Mình yểm hộ cho, cứ bình tĩnh. Khẩu đại liên hỏng rồi à. Được, mình sẽ dùng đại liên của tiểu đoàn, đừng lo. Bọn dù đã lên thật, chúng không đi khom mà bò. Cả ba hướng chúng đều bò, thằng nào súng M16 cũng treo cổ. Một tay cầm M72, một tay cầm lựu đạn trận địa hoàn toàn im lặng không gian và mặt đất bỗng nhiên nguội lạnh và hoang vắng dưới những chiếc hầm lở lói các chiến sĩ cuối lom khom lựu đạn bày sẵn trước mặt chỉ chờ lệnh là tung ra bỗng từ phía sau đội hình của bọn dù có một tiếng loa điện thét lên phá tan sự im lặng đến ghê rợn tiến lên bọn việt cộng đã bị hủy diệt rồi vào tảo thanh đi giải thưởng một triệu đồng cho tiểu đoàn nào chiếm được trận địa đột nhiên khắp ba mặt tiếng bọn dù hét lên man dợ. Nhào dô sung phong nhào dô ô, ô. Đóm nghiến răng, tay anh nhẹ nhàng đưa đít viên đạn cối vào nòng, miệng ghé sát vào máy. Khi cối tôi nổ thì cho anh em ném lựu đạn đồng loạt, ném xong bắn ngay. Đóm ước lượng khoảng cách giữa bọn dù đang vừa hò hét vừa bỏ vào nhanh hơn với những chiếc hầm ngoài cùng. Anh sẽ không để cho bọn dù ném trước, bắn trước. Đóm dướn người lên lần nữa rồi thả trái cối vào nòng một tiếng tóc nhỏ vang lên anh bỏ viên thứ hai rồi viên thứ ba ba cụm khói nhỏ bất ngờ hiện lên giữa đội hình bọn dù ở cả ba hướng tiếp theo là một loạt tiếng nổ và khói trắng chụt xuống lớp quân dù gần nhất đóm thả thêm sáu trái cối nữa rồi quay sang khẩu đại liên anh đứng kho người giả cây đại liên từ góc đại đội 8 sang góc đại đội 6. tiếng la hét của bọn dù chìm đi trong tiếng súng và tiếng lựu đạn nghe tiếng súng của anh em đóm hiểu được anh em đã đứng thẳng ở cửa hầm mà bắn trận đánh kéo dài suốt 30 phút. Bọn dù ở tuyến thứ nhất đã nằm lại trước công sự chừng 30 thước, còn bọn ở tuyến thứ hai bị bật trở lại tuyến xuất phát. Đóm ôm ghi khẩu đại liên còn nóng hổi, gần chục năm nay chưa trận nào đánh phản kích sướng như thế. Bộ tư lệnh quân đoàn 4 nhận được tin quân đoàn bạn đã đánh chiếm tuyến đầu giải phòng ngự từ xa của địch Thành Sơn, Phan Giang, đang tiến vào thị xã Phan Thiết, cùng một lúc với việc ra lệnh cho Trung đoàn 14, lực lượng dự bị của mặt trận Xuân Lộc bí mật thọc xuống phía nam đường số 1, phía nam chi khu Tân Phong để đánh lữ dù một từ hướng nam lên. Tất cả mọi người ở sở chỉ huy quân đoàn, từ tư lệnh, chính ủy đến anh chiến sĩ thông tin đều phấn khởi. Đã mấy ngày nay, ai cũng mong mặt trận phía Bắc nổ súng. Mọi người đều hiểu rằng, Mỹ Thiệu lập ra giải phòng ngự từ xa một cách vội vàng, cũng chỉ để tranh thủ thời gian củng cố các tuyến phòng ngự vòng trong, nhất là xung quanh Sài Gòn. Nhưng điều bất hạnh ập đến với Mỹ thiệu là mặt trận Xuân Lộc, tuyến phòng ngự cơ bản đã bị tấn công giáo giết, bị cắt ra từng mảnh. Lực lượng tổng chủ bị đáng lý ra phải dốc vào xây dựng, thiết lập và củng cố tuyến biên hòa Long Bình, thì Mỹ Thiệu buộc phải ném nó lên Xuân Lộc để rồi bị thiệt hại rất nặng ở đó. Cho đến nay, ngày 18 tháng 4, tuyến biên hòa, Long Bình vẫn phải bỏ chống phó mặc cho bảo an, dân vẻ. Phát hiện ra sự bất lực và sơ hở đó nên Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã ra lệnh cho các đoàn cán bộ của Sư 1, Sư 6, các binh chủng trinh sát, công binh tranh thủ thâm nhập biên hòa, chuẩn bị trước hướng sẽ phát triển. Bây giờ, khi quân đoàn bạn đang trên đường tiến vào giải phóng Phan Thiết thì mọi người nhất trí rằng thời cơ dứt điểm hoàn toàn thị xã Xuân Lộc đã đến. Bài tính lớn đặt ra cho Bộ Tổng Tham Mưu và Bộ Tư lệnh Quân đoàn Ba Ngụy Ô Xuân Lộc sẽ có đáp số cuối cùng. Mọi người đều tin rằng với đà tiến công đó, chậm nhất ngày 19 quân đoàn bạn sẽ vào Phan Thiết. Các đồng chí ấy có thể rẽ làm hai mũi, một mũi vào Xuân Lộc, một mũi rẽ xuống hàm tân rồi men theo bờ biển thọc tới bà rịa vũng tàu mở một mũi vu hồi lớn cho cả mặt trận hướng đông sài gòn như vậy quân địch còn lại trên mặt trận xuân lộc sẽ bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm lớn thời cơ giải phóng hoàn toàn xuân lộc sẽ đến như thế sáng ngày 18 tháng 4, quân đoàn phó khắc vũ tham mưu phó quân đoàn lê ngọc bì xuống sở chỉ huy sư đoàn 6 ở ông quế để tổ chức lực lượng phát triển xuống trạng bom tối 18 tháng 4, quân đoàn chỉ thị cho sư bảy sư một chuyển từ bao vây sang tấn công dứt điểm thị xã vào tối ngày 20 tháng 4. Ngoài phương án tấn công, các sư đoàn cần có thêm phương án đánh địch tháo chạy. Trung đoàn 14 ở phía Nam Tân Phong sẽ từ phương án tấn công sau lưng quân rủ, chuyển sang phương án đánh địch tháo chạy. Trung đoàn phải nhanh chóng chiếm lộ 2, sử dụng hai hình thức chiến thuật, phục kích vận động và vận động truy kích. Bộ đội địa phương Long Khánh cũng được lệnh phục kích trên đường 2, Quảng Long Giao, Đức Thạnh. Hướng truy kích chính của sư một là núi thị hướng truy kích chính của sư bảy là lộ hai. vào nửa đêm 18 tháng 4, tư lệnh quân đoàn hoàng cầm gọi điện cho sư trưởng nam phong. ông vẫn thức từ chập tối đến giờ để theo dõi tình hình. ông cầm máy, giọng chậm rãi, rõ ràng từng tiếng một. alo, nam phong đấy à, anh có tin gì mới nhất về trung đoàn 14 chưa? cần phải thúc nó đi nhanh lên không thì không kịp đấy. tôi biết nó phải đi theo đường vòng cung rất xa, phải động viên anh em thôi nó có thể ăn to nếu hiểu được tình hình đang diễn ra rất nhanh. Còn tiểu đoàn 8, anh đừng cho anh em truy kích, giải quyết ngay hậu quả cho anh em, nghiên cứu bồi dưỡng vật chất cho anh em. Nó đứng mũi chịu xào, công đánh thiệt hại nặng lữ dù một thuộc về nó đấy alo. Anh hiểu ý tôi không? Thôi nhé, cố gắng lên. Tư lệnh đặt máy, ông đứng dậy bấm đèn soi vào bản đồ tìm vùng Đông Nam Xuân Lộc, ngón tay ông lần theo những con đường đá, những con đường đất, Ông găng tay đo từng quãng, vừa tính toán vừa suy nghĩ. Ông quay điện thoại gọi trận địa pháo tầm xa. Ông biết Lê Minh Đảo chỉ còn hướng đó để chạy về Long Bình. Chiều 18 tháng 4, trong sở chỉ huy sư đoàn 18 trong vườn cây ăn quả, Lê Minh Đảo rối ruột rối gan vì tin thám báo mới cho biết là một lực lượng rất đông của công sản đã vượt sang phía nam đường 1, quãng đường giữa suối cát và ấp bảo toàn. Lập tức đảo ra lệnh cho bộ tư lệnh lữ dù một bỏ ý định tiêu diệt tiểu đoàn Việt Cộng bị bao vây rút ngay một tiểu đoàn về phía nam chi khu Tân Phong giữ an ninh cho hướng đường số 2 để bước cùng thì chạy về Long Bình theo đường đó. Vừa ra lệnh xong thì có tiếng trực thăng bay trên đầu. Chiếc trực thăng lượn một vòng hẹp rồi đậu xuống một khoảng đất trống gần sở chỉ huy. Đảo ngó ra thấy đại tá Thọ, trưởng phòng 3 của quân đoàn 3 đang từ trong trực thăng bước xuống. Đảo vụt đứng dậy chạy ra, mắt đăm đăm nhìn Thọ, nét mặt hồi hộp, lo lắng. Thọ siết chặt tay Đảo, nhìn xoáy vào đôi mắt Đảo một chút rồi nói: tôi mang lệnh của tướng toàn đến cho anh. Mắt đảo mở to, môi đảo tái đi, động đậy, đảo hết sức hồi hộp. Lệnh gì? Thọ hơi bĩu môi, pháp một cử chỉ tỏ vẻ buồn bực. Chán nản, thọ buông một tiếng. Chuồn, thọ thở dài tiếp di tản, tùy nghi di tản. Thọ ngồi phịch xuống ghế ôm đầu. Đảo không ngồi, vẫn nhìn thọ đăm đăm. Sau phút xúc động, thọ mở cặp lấy ra một bản mệnh lệnh đưa cho đảo. Đảo liếc nhanh, mặt dần dần tươi lại đôi mắt trở nên lanh lợi hơn đôi môi như sắp cười thọ không chú ý tới vẻ mặt đó thọ đăm đăm nhìn ra khoảng rừng cao su anh biết chưa giọng thọ buồn bã cộng sản đã tiến sát thị xã phan thiết nội đêm nay chúng sẽ vào thị xã thôi chúng nó tiến như gió lốc không để cho mình kịp nghĩ cách đối phó thọ rút tấm bản đồ chiến sự trải trên bàn anh xem đây sau phan thiết nhất định bọn chúng sẽ chia làm hai hướng thẳng vào xuân lộc hướng xuống Hàm Tân, xuống Bà Diện, Vũng Tàu. Có thể bọn chúng không đâm thẳng vào Xuân Lộc vì ở đây quân đoàn 4 Cộng sản còn mạnh lắm. Chúng sẽ đánh qua Đức Thạnh, qua Long Thành cắt đường 15. Thọ thờ dài. Biên Hòa Long Bình đang bỏ trống, Lữ Ba Thiết Giáp Quỵ rồi. Có tin quân đoàn 1 và quân đoàn 3 của Cộng sản đang tiến vào Đồng Xoài, Trơn Thành, Dầu Tiếng, Củ Chi. Gây go lắm rồi. Anh cần phải di tản sớm, về phòng thủ Biên Hòa, Long Bình ngay thọ lại cúi xuống bản đồ. Anh định đi hướng nào? Đảo cũng cúi xuống. Còn đường nào khác ngoài đường số 2? Đó là vùng kiểm soát của Việt Cộng. Phải đánh ào mà đi thôi, không còn đường nào khác. Đường đó thì xa, thọ lắc đầu, quả thật không còn đường nào khác. Cộng sản đã thắng mình một keo đậm ở đây khi tụi nó kéo được lực lượng chủ bị của mình lên. Thôi, thời thế, thế thời phải thế. Chúc anh may mắn, an toàn thọ chìa tay ra nắm chặt tay đảo tôi sẽ đón anh ở long bình thọ bước ra đảo sực nhớ hỏi thêm a à, tổng thống có tin gì không thọ quay lại nhún vai hai tay giơ lên có tin tổng thống sắp từ chức ai sẽ thay chắc lão hương còn dương văn minh chưa biết ra sao thọ im lặng cúi đầu xuống rồi ngừng lên thôi chào anh tôi đi đảo gật đầu đứng nhìn cho đến khi chiếc máy bay lên thẳng bay khuất. Trận tấn công dứt điểm thị xã Xuân Lộc bắt đầu bằng một đợt bắn pháo lâu 2 giờ. Sớm hơn giờ g 3 tiếng vì phát hiện được DICH tháo chạy. Từ trong các hầm bao vây, từ các vị trí tập kết, xe tăng dẫn bộ binh tiến vào thị xã. Một số khẩu 105 được lệnh bắn đạn pháo sáng để soi đường cho bộ đội xung phong. Bọn địch trong thị xã tan rã ngay từ những loạt pháo đầu tiên. Cuộc tiến công chuyển sang truy kích trong ánh sáng rực trời của hỏa châu máy bay địch ném xuống của pháo sáng đại bác ta bắn lên bóng một tổ du kích mang cờ lớn khi ân khi hiện trong màn khói dày đặc họ đang lao vào sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn 18. hết phần 4.